Hello, chào người nha. Thì hôm nay tiếp tục mình đi thăm cạn nha mọi người. Mấy cái cạm kia thì mình để dưới kia không thấy sập đâu. Mà lên đây thì bắt đầu có tín hiệu luôn. Chỗ này thì mình cũng để mấy cái bán nguyệt nha. Chỗ này để một cái lần trước thì hết mồi không được. Lần này lại sập mọi người ạ. Chả biết con gì nữa. Không thấy đâu luôn. Trên này mình để một cái nữa nhé. Cái này cũng sập mọi người ạ. Nhưng mà thấy lông thôi nha. Chả biết con gì luôn. À chim. Được con chim mọi người ơi. Con gì nó ăn mất một nửa rồi ạ. Chim nó cũng ăn đủ đủ luôn. Mình thì mình để ngay gốc cái móc này nhá. Cái móc này chưa chín đâu à. Hai cái đầu tiên sập nhưng mà không ăn thua luôn. Bây giờ mình sẽ căng lại mồi xong nên tiếp tục cùng đi chơi thăm nhá. Cạm bán nguyệt thì mình để 18 cái. Cạm kiềng thì cũng gần gần 20 cái mọi người ạ. Nhưng mà mấy hôm nay đi chả được gì luôn à. Lâu lâu được con chuột thôi, còn cạm kiềng thì móm hoàn toàn. Cái này được một em chim mọi người ạ. Bé bé thôi nha. Lần trước thì không được, hôm nay được một con chim. Do là cạm mình đánh linh tinh quá nên là hôm nay đi không nhớ mọi người ạ. Đi mất mất hai cái rồi. Mới thăm được có 8 cái mà mất hai cái, chả biết ở đâu luôn. Có khi là mình để đấy nhưng mà cái thú nó dính là lôi đi mất. Tìm mãi mà không thấy luôn. Mà có khi là nó ăn hết mồi, nó sập xong nó treo ở đâu ấy. Nhưng mà tìm cũng không thấy. Bởi vì cái khu vực này nó rất là giống nhau mọi người ạ. Xung quanh toàn chuối không à? Chả biết cạm ở đâu luôn. Bây giờ mình sẽ gỡ ra nha. Bên trên còn gần chục cái nữa. Không biết là có con sóc nào không à? Cái này lại tiếp tục được một em chim mọi người ạ. Lần trước thì được một con chuột rất là to nha. Hôm nay được một con chim. Chỗ này được một con ạ. Hai con. Mà mình thấy là cái nào đã sập thì cứ sập liên tục mọi người ạ. Còn cái này đã không được con gì thì cứ liên tục là móm nhở. Thì chỗ này lần trước cũng được. Mà chỗ lần cái dưới kia thì lần trước hết mồi. Cái nào mà sập rồi hôm sau đi vẫn sập tiếp mọi người ạ. Cũng cứ cách ngày thì mình mới đi được. Thôi, bây giờ mình gỡ nó ra nha. Bên trên còn mấy cái nữa. Nhưng mà mình thì khá là gần, không biết là có được con gì không à. Hay là lại toàn chim tiếp. Mình để ba cái liền nhau nha. Hai cái này không sập. Cái này sập mọi người ạ, không được. Chả biết là dính con gì luôn ấy. Lần trước thì được con sóc. Hôm nay sập lại không được. Ở bên trên kia thì còn có hai cái là hết bán nguyệt rồi. Khả năng hôm nay móm mọi người ạ. Trời thì cũng đang âm u, mình nghĩ là khả năng mai sẽ mưa ấy. Chả biết có mưa không. Khu vực này rất là nhiều chim luôn. Cực kỳ nhiều luôn à. Hai cái cuối cùng mọi người ạ. Cái này được một em chuột nha. Cái trên này thì không sập. Chim ăn rất là nhiều luôn. Nhưng mà nó không sập. Bởi vì là đa số là chim nhỏ. Cái này thì muốn chuột chà bá luôn. Chắc phải 4-5 lạng. Mà cái lối nó đi nó nhãn lắm mọi người ạ. Đây nha, như ở trong này, này lối đi rất là nhiều luôn. Hay ở đây cũng thế. Lối đi to như đường ô tô luôn à. Cái này mà nếu mà muốn bẫy chuột thì cứ đặt vào là dính rồi. Con này tương đối to mọi người ạ. Đôi dè dượt nha. Bây giờ thì còn mỗi cạm kiềng rồi.
Bây giờ mình sẽ xuống thăm Cạm Kiềng nốt nha. Đi qua đây thì mình phát hiện ra một lối chuột mọi người ạ. Hay là lối cầy cũng chả biết nữa. Chắc của chuột hay là của sóc gì đấy. Rất là nhẵn luôn. Mới tinh à? Cái này mà chuột chắc nó phải đi một đàn mấy con. Nhưng mà đặt cạm ở đây thì kiểu gì sáng mai cũng đi thăm cũng được mọi người ạ. Nó đi theo ven ven cái cây xuống dưới đấy nhá. Khu vực này rất là nhiều chuột luôn. Nhưng mà chủ yếu mình đi đánh sóc này. Đánh sóc đánh cây thôi. Lâu lâu thì cũng có đặt nhưng mà cũng không hay được vậy. Mới lắm mọi người ạ. Rất là mới luôn. Chuột thường thường thì nó ăn đêm nhưng mà sóc thì hay ban ngày mọi người ạ. Nhưng mà đến này thì có khả năng là phải được mấy con liền ấy. Rất là đẹp. Cái cây này cũng dài nữa, nó xuống tận dưới kia mà. Trên này cũng có một người ạ. Đi rất là nhiều luôn. Mà mình nghĩ chuột này chuột to ấy, con cũng phải 4-5 lạng một con luôn. Nó đi rất là hoành tráng. Mà thường thường thì chuột nó chỉ đi một lối thôi. Đi xong rồi về một lối. Rất là đẹp. Nhưng mà đi hôm nào nữa mình sẽ đặt nha. Mà có khi đường cầy mọi người ạ. Lối này rất là to luôn ấy, cực kỳ to luôn. Khu vực dưới dưới này thì vẫn còn bạc má. Mình cũng đặt lâu lắm rồi, cả nửa tháng nay rồi mà chưa dính. Vẫn có vết ủi mọi người ạ. Công nhận là cái giống này cũng khó chơi thật. Bên kia thì mình còn để không biết là được 7-8 cái cặm kiềng gì đấy nha. Bây giờ mình sẽ qua đây thăm. Ở khu vực này thì có mấy cây móc nha. Mình cũng không đoán là ai luôn ấy. Khu này thì rất là ít người lên luôn. Mà họ chặt thế này chắc là để cho nhử cây hương này hay là sóc ấy mọi người. Đây, chưa chín đâu mà. Rất là nhiều luôn. Nói chung một buồng như thế này thì chắc cũng phải đến cả tạ. Như cái buồng này phải 2-3 tạ. Hôm nọ thì có bạn comment là có móc làm thuốc được. Nhưng mà mình cũng chưa chưa tìm hiểu kỹ là không biết là nó có công dụng thực tế của nó là gì. Chứ còn ở trên mình rất là nhiều mọi người ạ. Chuối nha, chuối với móc. Mà mùa này chưa chín đâu à. Chín thì mấy nữa nó rất là nhiều luôn. Chẳng hạn như cái cây này. Họ trèo lên họ chặt. Cái lối chuột sóc đi này mọi người. Rất là mới luôn. Nó cứ đi như kiểu là vòng xuyến nhé. Cứ đi dần xong rồi nó lên ngọn cây cái nó ăn. Nhìn cái từng lối một. Nhưng mà chắc chắn là chủ yếu toàn chuột thôi. Sóc thì nó nhảy mà. Nhưng mà cũng có con đi đất. Để xem mấy nữa, xem ai để đây nha mọi người. Mình thì mình không lấy cạm của họ đâu à. Nhưng chắc họ chỉ để đánh chuột thôi. Hoặc là thực ra mà nói bảo lấy làm thuốc thì mình nghĩ không phải. Lấy làm thuốc thì chắc họ lấy rồi. Họ chỉ lấy về. Không, mà chắc họ chỉ để đánh cạm mọi người ạ. Mấy nữa quả này nó chín đi thì sao? Họ để cạm ở đây này. Nếu mà nó về thì chắc ăn đủ luôn. Nhất là chuột. Khu vực này thì hôm nọ mình có để mấy cái bẫy dây nha. Cái này thì khả năng dính rồi mọi người ạ. Nó tương tương rồi luôn. Cần thì mình cắm ở chỗ này. Mà không biết là nó lôi đâu rồi. Có dấu xuống đây mọi người ạ. Chỗ này mình điểm một cái nữa nhá. Bới rất là nhiều luôn này. Cái này thì không được. Ồ, có lông mọi người ạ. Đây nha, có lông này. Lông này là lông gà mái. Chắc là dính gà mái rồi mọi người ạ. Mà không biết là còn hay không. Mình nghi là khả năng bị hớt tay trên rồi. Có thể là chó, mèo. Hoặc người đi qua thấy
nó dãy phù phà thì họ lấy luôn người ạ. Chứ còn nếu mà không bình thường chắc nó không rơi nhiều lông này đâu à. Rất là nhiều luôn. Mà mình thì có giấu kéo kéo xuống dưới này. Khả năng là chó lấy rồi mọi người ạ. Khu vực này thì mình cũng lần trước thì cũng để được 2 con nha. Một con thì chết mất, còn một con thì cũng bị chó hay là cầy ăn mất ấy. Hôm nay thì tiếp tục làm một em nữa mà lại chả thấy đâu luôn. Mà kể cũng là kỳ ghê. Cứ ngày nào mình đi thì nó không dính mọi người ạ, không đi lại dính. Khu vực này có một cái bãi quế rất là rộng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi thử đi tìm nha. Nếu mà tìm thấy thì mình sẽ quay lại cho mình xem. Mà mình nghĩ là không còn đâu à. Quan trọng là bây giờ nó ở đâu thôi. Có khi thì chó nó cặp về đến nhà rồi cũng nên. Bởi vì cũng 2 ngày mình mới đi thăm mà. Cái dấu lông này rất là cũ rồi. Nói chung là cũng cũ rồi, không mới như hôm nọ. Cái lần trước mình... À đây mọi người ạ. Dây này. Đây nha. Còn một đoạn dây dù này. Thắt vào cổ rồi. Đúng là chán thật đấy. Giấu đi sang bên này. Thế này chắc là chó rồi, hoặc cầy rồi. Không phải người luôn đấy. Mà mình chỗ này thì mình cũng để khoảng 15 ngày rồi nha. Bây giờ nó mới dính ấy. Cái clip lần trước mình có quay ở bên kia. Mình thấy bới bên này mình cũng để bên này luôn.